tứ kết vừa sau bóng chuyền tí lưỡi bà Nam Photo. Anh em Cà Mau với anh em Trà Vinh 1-0 cho tí lưỡi. Đại diện anh em Cà Mau là các con Lưng Lưng Nguyễn nè, anh Vinh quyền 2 với Vũ Thanh Tầm Dơi. Anh em Trà Vinh thì con chim. Bóng còn đó, bóng tốt lưng với một cái, chân trên lưới lên lưới khó chịu, hai đứa cao đầm bóng tốt của Tân Kim, điểm Nam Photo 1-2. Vánh tự vánh không có xử lý này kia rồi khớp nó vánh khớp ên luôn. 3-1 cho tí lưỡi. Sao không sang kia xong luôn phải không? Trận nó đâu có đánh đâu. Cái trận cuối hai gì đó, hai đội đánh thủ tục. Điểm 2-3. Anh em gánh chịu ở đây nè. Đánh đi năm rồi. Đánh thật. U 566. Thì đi năm với D2 đến thủ tục hai đội đấu vậy. Trận bóng tốt. Điểm 3 đều. Có ai biết đâu. Điểm 3 đều. Hai đội đánh thủ tục đánh làm gì? Hai đội về. Bỏ bóng tôm. Điểm cho tí lưỡi. 4-3. Tất cả các trận đấu có phát lại trên kênh của bóng chuyền miền Tây của anh Hiện đó nghe anh em. Bây giờ bóng chuyền miền Tây á, điểm 5-3 anh quay tất cả các trận rõ nét hơn, nhưng mà một số trận sân bên anh không có quay nha. Sân đan không có quay được nghe các bạn. Đội tôi là có hết á. quay hết. Em hộ đó. Điểm 4-5. Không kịp đâu Mãi ơi, tối lắm. Làm gì? Kêu quấn sơn cá hết sao quấn được. Bóng còn. Quấn sơn cá hết hả? Không kịp đâu. Anh Mãi sao ơi không? Sơn cá hết quấn không kịp đâu, tối lắm. Sao không chịu? Rồi em không chịu. Ủa Phát ơi, quấn sơn cá được không? Mình quýnh thằng Nam được không? Hả? Tối lắm. Ừ, cái gì? Điểm 5-6. Này thì đợi này. Ai biết là hỏi mà. Đợi lâu lắm á. Chẳng còn chẳng nào nữa. Chẳng em quýnh chẳng tư mà. Chẳng tư nhưng mà... Cũng như vô thứ bắn em quýnh đúng rồi. 6 điều. Tại vô còn thắng trận này đụng thắng trận kia đó. Đâu giờ lịch sử đâu. Lâu lắm á. Em không đánh sân đan là lâu lắm á. Giờ này 3 giờ rồi. Trận nó phải mau đâu. Bóng còn, thủ tốt. Phi kịp không? Vẫn còn kịp luôn. Tiếp tục là Phi. Bóng tốt. Điểm Nam Photo 7-6. Nó còn trẻ nữa. Phá bóng không sang lưới, điểm cho sang bóng chuyền tí lưỡi 7 đều. Đó giờ không đánh trễ á.
chứ không phải giỡn đâu. Vậy còn cần 10 trận. Giữ gì? 8 trận. Điểm 87. 8 trận. Có đèn à. Có đèn đó, nhưng mà 8 trận từ đây tới 5 giờ 8 trận sau kịp. Ít nhất 7-8 giờ á. Trọng tài xác định bóng ngoài. Điểm 97. Trời ơi. Bóng tốt. Điểm 78, 79, 89. Xin lỗi. Hơi bị liệu chút. Tứ chết hai ai quánh? Mình quánh với ai quánh? Đâu có, em quánh tứ chết 4 lần mà. Nhất B, nhì C. Em nhì A, nhì A tới trận tư. Ở gì? Cơ nhất B, nhì C đánh đi. 18. Sắp xếp cho tí cái B bánh vậy. Làm bóng tốt. Điểm 90. Chứ còn bên kia đánh một trận nữa. Cái cây đó mà thẳng lên là đâu quýnh được trái đó đâu. Ta thủ hai mà. Nằm bóng tốt. 11-10. Coi gõ nét hơn thì vô kênh bóng chuyền miền Tây của anh Thiện coi nha anh em. Nè chi nè. Có like tất cả các trận của sang bên sân cát. Bóng còn. Bóng rồi trắng ra ngoài, điểm 11 đều. Bóng bay ra ngoài. Điểm 5 ô tô 12-11. Vũ Thanh phát xíu nữa chết. Chết anh Lưu Vũ Thanh ơi. Không còn. Điểm 12 đều cho sân bóng chuyền Tí Lưỡi. Bóng còn. Tốt rồi đó. Vậy khéo quá. Bóng tốt của Tân Kim. Điểm 13-12. Bỏ đi em, bỏ đi em. Cho đó không giật dù ra nó đỡ được. Mình đội lưới rồi nè. Ai đứng ngoài khéo khôn khéo là mấy lợi hại. Đúng rồi. Bồ nhà mà chạy kéo lưới rồi. Điểm 5 ô tô 14-12. Xin miếng gọi anh Thiện ơi. Đây nè. Thấy không? Ô tô. Cơ tú sinh 1. 5 ô tô dẫn trước 1-0. Chuyền 5-5. Xếp 2 giữa sang bóng chuyền Tí Lưỡi và 5 ô tô. Thiện đã nói sống với em thời gian không biết. Bóng tốt. Điểm 1-0. Bữa nay em hay đó Vũ Thành. Bữa nay em so với Quỳnh là em tốt nhất á.
em tốt nhất 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 bạn không có ý là muộn với anh cung yêu mà quy xe sao với quỳnh dương tỏa sáng lại như Vũ Thanh luôn nha. Nghĩa là nói xe sao vô tỏa sáng như Vũ Thanh nè, một điểm rồi đó, đây nó phát tốt. Alo alo alo, mời đội cao kê sông Hậu và đội Thiện Cúc Tây khởi động sân hai chuẩn bị thi đấu trận tứ kết thứ hai. Đầm bóng tốt, điểm 2-1 cho Sân Bóng Chuyền Tý Lưỡi. Đập bóng tốt, đổi điểm 5 ô tô 2 điều. Phá bóng mang điểm trực tiếp 3-2 cho 5 ô tô. Bắt tỉnh lên Nguyễn, bắt rồi khỏi chạy ai quýnh được. Đập bóng tốt, điểm 3 đều. Vũ Thanh nó sung lên thì thứ gì chịu nổi. Em mấy giải mà gì lấy giải nữa má, từng đến ba giải với người cùng nữa này. Còn ai mới giải với thằng đó từng giải rồi từng hai giải. Đập bóng ngoài, điểm cho Tý Lưỡi 4-3. Một hai vụt cán cuốc của Tăng Chim vô tứ kết. Thông báo một lần nữa, karaoke sông Hậu và Thiện Quốc Tây qua sân Đa nè. Sân Đa Thiện Quốc Tây và karaoke sông Hậu. Bóng ngoài, điểm 5 ô tô 4 điều. Chính nhà giáo về qua cho ngồi. Sao làm cái ghế trọng tài vậy? Sân lớn. Để dẫn giáo nguy hiểm chết, sáng giờ té 20 người luôn. Bóng còn. Thì bóng còn luôn. Thủ tốt. Tăng Chim. Bỏ bóng không sang lưới, điểm trong bóng chuyền Tý Lưỡi 5-4. Ok em á. Sao? Bỏ đi, bỏ tụi đi, đừng nhắc nữa. Ủa tụi nhẹ đâu? Đội bản là gặp đội nhẹ đó hả? Ừ. Quá ghê. Bóng còn. Đập bóng tốt. Điểm 6-4. Ngang cao Thái rồi đó hả? Ừ. Thái vẫn đập phát bóng. Điểm 6-4. Quá hay, cái tay rất là vi diệu của Tăng Chim. Điểm 5-6. Bóng dội trắng ra ngoài, điểm cho Tý Lưỡi 7-5. Điểm 8-5. Bóng còn, thủ tốt. Bóng vẫn còn luôn. Ai đây? Gửi điểm cho Nam Photo.
68. Ngược sáng. Vũ Thành. Không tốt. 96 cho tí lưỡi. Tốt và chửi gì không biết nữa. Đánh banh hạn chế chút. Tốt không tốt cũng tự biết, đúng không? Không phải ai cũng tốt hoài đâu. Phát bóng chậm. 79. Phát bóng là không cho chuyên nhông bên ngoài luôn. Không. Em thấy vậy nó hợp lý. Khác chuyên nhông bên ngoài. Khỏi mất công. Ví dụ như em lời lỗ này kia cố tình á. Dưới phát nó thằng bọn mấy anh em bật liên hay lắm. Nó cầm sao dựa chân vô. Cái thằng phát bóng đội Lâm Hưng á thì lính Lâm Hưng. Không còn. Đụng nó phát nữa hổng xuống nó giải hai cái. Không tốt. Cái tư của tôi nè. Nói đã. Má sao hơn. 89. Hai cái gắn nhất luôn. Điểm 89. Chăn bóng tốt, 9 đều. Nãy xe đậu bên tăng ăn rồi hết ta. Ờ. Quýnh thằng kỹ thôi luôn. Chết rồi. Chăn bóng tốt. Điểm 5, phô tô 19. Hồi nãy gác. Nãy gác bên kia, bây giờ bên kia nó gác lại. Gác lại bóng nữa. Ờ. Banh bổng mà. Đó. Bóng ngoài. Điểm 5 ô tô 11-9. Hướng gì nào em? Hướng gì nào ca? Bóng còn. Tranh mức hay vậy. Bóng còn. Bỏ điếu thanh. Vẫn còn kẹp. Tích cực quá. Điểm cho sân bốn truyền tí lụi. Lấy cái trắng này nè. 10 11. Rất cố gắng luôn. Kỹ kỹ luôn thôi. Phải cặn đòn. Phải rồi, chết ông chuyện thôi đúng rồi. Điểm 11 đều. Anh đi nơi giải ra cho nó giữ sức cái. Nó phát rồi anh giải bớt cầu nó đi. Chuyền hai mới biết điều sức hả? Bóng con. Bóng ngoài. Điểm 12-11. Khó chịu. Phố. Đập bóng tốt. 12 đều cho Nam ô tô. Điểm đều. Phát bóng không sang lưới. Điểm tí lụi 13-12. Bánh hoa tao trắng. Dạ đúng rồi. Bánh hoa tao trắng mình thắng. Lên trước ta điểm lên. Phát. Quá ghê. Phố. Nằm bóng tô. Điểm 5 ô tô 13 đều.
số 5 ba đều, số 5 Nguyễn nè, quá đẹp, quá đẹp, không còn lưng ai đây Phi điểm 5 của Tôn 14-13 lưu ý điểm cuối set 2. Bỏ bóng tốt. Điểm tí lưỡi 14 đều. Điểm cuối cho hai đội. Còn trắng được mà phát vừa thôi. Kết thúc hai đội tạm hòa nhau 1-1. Set 3 giữa Sân Bóng Chuyền Tí Lưỡi và Nam Ô Tô. Có bóng tốt, điểm 1-0 cho Tí Lưỡi. Bóng ngoài điểm cho Nam Ô Tô bằng đường gán chưa điểm 2-1 cho Nam Ô Tô. Bóng tốt của Lưng. Điểm 2 đều. Có bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm tỷ lệ 3-2. Bắt bên trước mặt đi. Điểm 3-2. Vũ Thanh chứ ai đâu, bữa nay nó sung quá rồi. Khá kể bạn chứ. Quýnh cũng tốt luôn, thủ luôn. Tốt. Nay nó tỏ sáng. Điểm 3 đều. Cầu trẻ Cà Mau bữa nay tham giải là nó xịn nhất đó. Nó sáng. Hey. Bóng tốt. 2-3. Điểm nằm ở tôi. 4-3. Ơi. Tốt của Dương Thành. Điểm 4 đều. Bóng ăn điểm trực tiếp.
điểm Tí Lưỡi 5-4. Hết trận này tới trận sau Tí Lưỡi 4 rồi. Tí Lưỡi 3 là Dương Lợi Sơn với Tí Lưỡi 4 là Sơn Quốc Trị Khai Mập với anh em Đọc thôi. Cũng ngoài sân đa anh à? Em quýt thằng này sân đa anh mãi quýt sân đó à? Có Tí Lưỡi 4 mà Tí Lưỡi 3 quýt sân này nè. Ông mãi quýt Tí Lưỡi 3. Thì Tí Lưỡi 3 nè. Sân này Tí Lưỡi 1 nè. Không mãi kêu bệnh quýt Tí Lưỡi 4 sân bệnh này. Điểm 5 điều. Không biết à. Mãi sắp nghe biết. Sắp ổng quýt sân bệnh này. Ổng quýt sân bệnh. Thấy kêu rồi đó. Không tốt của Vũ Thanh sung luôn. 6 năm nổi sân. Vũ Thanh sung luôn. Nó phát xong về mai nó quýnh nổi sao mà giải anh đan. Tối nay quýnh anh em mà đi quýnh giải về tới Cà Mau ít nhất cũng mai là đội tôi là cũng trốn luôn rồi đó. Đội cầu quýnh giải ở dưới sân anh đan ở đây khoảng 7 tấn cầu nha. Đại diện cho 4 đồng đội à. Lên du lịch hả? Dạ. Du lịch 2 phải đi xe mà dạ xe chở. Không. Điểm 76. Hỏi ý đi anh. Xin hỏi. Điểm 86. Đánh cho đội Sân Bóng Tiền Tí Lưỡi tắc sậy mà anh em Cà Mau đánh. Anh Vinh lưng các cổ ngoài. Nghĩ này ở điểm cho Tí Lưỡi 78. Dễ gì đâu chú nhà, dễ gì lỗi đánh phát. Từ từ em cũng khẩn cấp. Dạ sao không à. Dễ gì rồi, lỗi chứ nhà vô được rồi. Cấm em mà kêu mấy cầu mạnh hơn em nữa. Ba con ngoài. Điểm 5 photo 97. Xe này có 11 điểm đó. Bốn chốt của Phi. Điểm 10 7. Lưu ý điểm cuối. Mười bảy. Xong rồi. Có bóng không sang lưới. Đổi điểm cho Tí Lưỡi 8-10. Lưu ý điểm cuối vẫn nghiêng về Nam Bô Tôm. Anh chưa ba chiếc cắt luôn. Anh Vinh làm bùa cái anh Vinh. Đó. Em đánh sang kia mà mãi. Dạ. Em đánh sang kia mà. Đó, dạ. Dạ. Bỏ bóng tốt, kết thúc trận đấu. Nam Cô Tô thắng trước cuộc 2-1.